lại nữa thiện hiện cái gọi là đại bồ tát theo ý ông thì sao chính cái danh pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không. Chính cái danh hữu tướng của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh hữu tướng của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh vô tướng của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh vô tướng của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu nguyện của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu nguyện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô nguyện của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô nguyện của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tịch tịnh của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh viễn ly của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh viễn ly của tánh luôn luôn giả là Đại Bồ Tát Chăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất viễn ly của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Chăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất viễn ly của tánh luôn luôn giả là Đại Bồ Tát Chăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu vi của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Chăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu vi của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Chăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô vi của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô vi của tánh luôn luôn giả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu lậu của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu lậu của tánh luôn luôn giả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không chính cái danh vô lậu của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của tánh luôn luôn giả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của tánh luôn luôn giả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu tội của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu tội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô tội của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô tội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu phiền não của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu phiền não của tánh luôn luôn giả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô phiền não của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô phiền não của tánh luôn luôn giả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thế gian của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của tánh luôn luôn xả là đại Bồ Tát chăng, bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của pháp không quên mất là đại Bồ Tát chăng, bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của tánh luôn luôn xả là đại Bồ Tát chăng, bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc sanh tử của pháp không quên mất là đại Bồ Tát chăng, bạch Thế Tôn không? chính cái danh thuộc danh tử của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc Niết Bàn của Pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc Niết Bàn của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại nội của Pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại nội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của Pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của Tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại lưỡng gian của Pháp không quên mất là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại lưỡng gian của Tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh khả đắc của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của pháp không quên mất là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của tánh luôn luôn xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không lại nữa thiện hiện cái gọi là đại bồ tát theo ý ông thì sao chính cái danh trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khổ của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh ngã của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh ngã của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô ngã của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? chính cái danh vô ngã của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất không của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu tướng của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô tướng của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của trí đạo tướng, tướng trí nhất, nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tỉnh tịnh của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất viễn ly của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát Trăng, bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng, bạch thế tôn không? Chính cái danh thiện của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng, bạch thế tôn không? Chính cái danh phi thiện của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng, bạch thế tôn không? Chính cái danh phi thiện của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng, bạch thế tôn không? Chính cái danh hữu tội của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng, bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch, bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô phiền não của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô phiền não của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thế gian của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thế gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc danh tử của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc danh tử của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại nội của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại nội của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại ngoại của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại ngoại của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của trí nhất thiết là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất khả đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, hết quyền thướng hai hai.